Thưa quý vị, Realme vượt mốc 40 triệu người dùng trên toàn cầu, đứng vị trí số 7 thương hiệu smartphone hay Kenya chính thức có khinh khí cầu phát tín hiệu Wi-Fi là những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối ngay sau đây. Tính đến đầu tháng 7 năm 2020, thương hiệu smartphone Realme đã có mặt tại 59 thị trường toàn cầu, ngoại trừ Bắc Mỹ. Điều này giúp số người dùng smartphone của Realme trên toàn thế giới vượt qua con số 40 triệu. Đây là một minh chứng khác về sự tăng trưởng nhanh chóng của hãng này sau khi duy trì thứ hạng top 7 thương hiệu smartphone toàn cầu trong quý 1 năm 2020. Tại Ấn Độ, Realme đã duy trì hạng thứ 5 trên thị trường trong một thời gian dài. Tại Philippines, Việt Nam, Indonesia và Myanmar, Realme lần lượt lọt top 5 chỉ sau một năm. Riêng với thị trường Campuchia, hãng chỉ mất 3 tháng để đạt được vị trí này. Trong quý đầu tiên của năm 2020, Realme đã xếp hạng 5 tại thị trường Thái Lan. Những thị trường này chiếm hơn 80% phân khúc smartphone ở Đông Nam Á và điều đó có nghĩa là Realme đã trở thành một công ty hàng đầu trong thị trường smartphone ở Đông Nam Á. Đại diện hãng điện thoại này cũng cho biết sẽ có kế hoạch đạt được doanh số 100 triệu smartphone trong vòng 2 đến 3 năm tới.